Anh ở phòng 204. Không được xiết. Anh sai không lên đây ngủ đốt ghép cái giường vào rồi. Oh,
vô đây chứ thôi. Vô. Trời ơi, tặng cái gấu bông miệng không vô trời. Ta lấy một lon uống luôn. Nhưng mà hình như cái này là không có caffeine đúng không? Em protein đấy. Ơi, cuối cùng thì cũng về đến nhà rồi. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của Sakalis. Và đừng quên subscribe kênh cho bọn mình nha.